Chào các bạn, hôm nay đã đi phụ kiện review sản phẩm tai nghe Lightning ADZ01. Trên màn hình của các bạn đó chính là chiếc tai nghe Lightning ADZ01 chuẩn bị cho ra mắt vào trong tháng 5 này. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chính là LED RGB. Và hãng đang cải tiến một số tính năng về logo thương hiệu cũng như LED để cho nó phù hợp hơn với biểu tượng. Sản phẩm Lightning ADZ01 có tính năng rất đặc biệt. Nhà trường có dòng tai nghe cùng giá có chức năng này, đó chính là chiếc mic âm. Đây là mic chìm. Các bạn đang trải nghiệm chất lượng của chiếc tai nghe giả lập Lightning 7.1. Âm thanh rất to, êm, trong. Gông được thiết kế bằng nhựa cao cấp, rất là dẻo và dai, độ chịu lực tốt. Lightning ADZ01 và phiên bản tiếp theo của nó là ADZ02, các bạn có thể tham khảo ngay bên dưới. Thông tin chi tiết sản phẩm ADZ01 các bạn có thể kích vào link miêu tả bên dưới rất chi tiết. Đại lý phụ kiện hiện là đại lý chính thức về phân phối cấp 1 của Lightning. Để có giá tốt nhất các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0944 730 444. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.